Các bạn nghĩ mình có là người sáng tạo hay không? Có tính creativity ở trong người hay không? Cơ quan hàng không vũ trụ của Mỹ, họ làm một cái nghiên cứu, một cái khảo sát đến rất nhiều các em nhỏ trên toàn thế giới, những em nhỏ dưới 5 tuổi, và họ hỏi là các em nghĩ là các em có sáng tạo hay không? Khi câu hỏi đó được đưa ra, thì 98% những bạn được hỏi rất tự tin. Yes, tôi là người sáng tạo. 98%. Cũng câu hỏi đó họ nâng cái độ tuổi lên dần dần. Và các bạn biết là cái độ tuổi càng lên thì cái trả lời tỷ lệ nói là tôi là người sáng tạo nó lại giảm dần. Tới độ tuổi trưởng thành 18 tuổi đổ lên, các bạn biết con số phần trăm đó là số mấy không? 2%. Chỉ có 2% những người tham gia trong những khảo sát của NASA ở độ tuổi 18 trở lên, họ nói là họ có tính sáng tạo. Còn lại 98% còn lại nói là họ không nghĩ là họ có tính sáng tạo, họ không tự tin về điều đó. Thì câu hỏi là tại sao? Tại sao cái thời gian nó trôi qua và tuổi tác chúng ta lớn lên đáng là chúng ta tiếp cận nhiều thông tin hơn, chúng ta tiếp cận công nghệ nhiều hơn, chúng ta có nhiều mối quan hệ hơn, chúng ta đọc được nhiều hơn, cái lượng kiến thức trong người chúng ta nó đầy đủ, nó dồi dào hơn, thì chúng ta phải tự tin hơn chứ. Tại sao cái độ tự tin của chúng ta lại giảm theo thời gian như vậy? Và rồi chúng ta làm gì để chúng ta có thể tăng lại cái độ tự tin của mình, để chúng ta có thể trở nên sáng tạo hơn? Chúng ta làm sao chúng ta lấy lại cái quyền được là một người sáng tạo, quyền được phát triển cái tư duy sáng tạo của mình? Chúng ta phải làm gì? Nếu các bạn ngó xuyên suốt trong cái quá trình chúng ta lớn lên, thì khi còn bé chúng ta rất khỏe, không có bị áp đặt nhiều, đúng không các bạn? Nhưng mà càng lớn lên dần, càng lớn dần dần, thì môi trường đó là tác động lớn nhất khiến cho chúng ta không còn được nhiều tính sáng tạo. Bởi vì cái xã hội của chúng ta, cái môi trường học của chúng ta, mọi thứ nó đều có lề luật hết. Lề luật là nó giảm thiểu cái sự thay đổi. Khi nó giảm thiểu cái sự thay đổi thì con người bắt buộc nó phải tuân theo quy trình này, quy định này, quy chế, quy tắc, kính thưa các loại quy. Và khi chúng ta ở trong cái môi trường như vậy, nếu chúng ta không theo những quy định, quy tắc, thì điều gì sẽ xảy đến? Nhỏ thì mời phụ huynh, lớn thì bị đuổi, đi làm thì bị mắng, bị lôi vào phòng, mời về nhà, xách đồ theo. Mà càng lớn lên chúng ta càng có nhiều cái trách nhiệm với cá nhân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với quốc gia, với vũ trụ này. Kính thưa các loại trách nhiệm. Cho nên chúng ta phải đi theo cái guồng nó đã sắp đặt sẵn như vậy. Cái guồng của quy lực luật, luật lệ, quy định, quy trình. Kính thưa các loại quy như tôi nói hồi nãy đó. Và ở trong cái quy trình như vậy, trong một thời gian quá lâu, chúng ta trở thành con voi ở trong đạp xiếc. Các bạn có nghe câu chuyện đó chưa? Các bạn có nghe câu chuyện là con voi ở trong đạp xiếc? Tại sao? Chỉ cần xích nó bằng cái sợi dây thừng rất nhỏ, nhưng mà nó không có bung ra để nó chạy không? Bởi vì khi nó còn nhỏ, cái nó mới về cái đạp xiếc, người ta xích nó bởi một cái xích sắt rất cứng vào một chỗ mà nó không cách nào nó thoát ra được, thì bản chất con thú hoang ở trong nó mà, nó sẽ tìm cách nó phá vỡ cái dây xích đó, nó sẽ tìm cách nó vùng vẫy bằng tất cả sức lực của nó có thể, nhưng nó thất bại một lần, thất bại hai lần, thất bại 10 lần, thất bại 100 lần, thất bại 1000 lần, và con voi nản lòng.
Con voi tin rằng cái thứ cột của chân nó đó, cái thứ cột của cái bàn chân của nó là cái thứ giam hãm nó. Người ta vẽ một cái vòng tròn quanh nó và nó chỉ có thể chạy quanh cái vòng tròn đó thôi. Bởi vì sao cái xích đó nó đã cột nó chỉ có thể đi quanh cái vòng tròn đó. Nó không cố gắng nữa, nó không cố gắng vùng vẫy theo thời gian, nó nản, nó bỏ cuộc. Cho tới khi nó lớn, nó to, người ta cũng chỉ cần dùng một cái sợi dây thần nhỏ thôi các bạn, cột vào cái chân đó, cột vào một cái điểm cố định, và nó cũng chỉ quay đi quanh cái vòng tròn người ta vẽ ra cho nó thôi. Nó không thử một lần nữa để bứt ra khỏi cái sợi dây đó. Mà lúc đó nó bứt ra nó rất dễ dàng, nhưng nó không làm. Và bởi vì nó không làm, cho nên nó suốt ngày nó bị lũng quẩn ở trong cái rạp xiếc như vậy. Thì chúng ta cũng y chang như con voi vậy thôi. Cái sợi dây thần đó là luật lệ, kính thưa các thứ quy, như hồi nãy tôi nói đó, quy tắc, quy định, quy chế. Và chúng ta nản lòng, chúng ta không nỗ lực, không cố gắng vượt ra khỏi cái sợi dây thần của những quy tắc đó đang cột trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta không thử tập tính sáng tạo hơn nữa. Chúng ta để mọi thứ chạy theo cái mặc định. Và cuối cùng cái người buồn đó là mình. Bởi vì mình có bao nhiêu cái hoài bão, bao nhiêu cái đam mê, bao nhiêu cái mơ ước, bao nhiêu cái nguyện vọng, bao nhiêu cái ý tưởng, nhưng mình không nói nó ra được. Mình sợ, mình không thực hiện nó được, bởi vì quy tắc không cho. Mình không chia sẻ nó được, bởi vì những người xung quanh chúng ta họ cũng đi theo một cái rập khuôn mà xã hội nó đặt ra như vậy, công việc nó đặt ra như vậy. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể quay trở lại cái tuổi dưới năm không sợ hãi và cho phép bản thân mình chấp nhận những cái rủi ro, cho phép bản thân mình mơ ước nhiều hơn, cho phép bản thân mình được quyền bay bổng với những cái tư duy sáng tạo của mình. Rất là simple các bạn, rất đơn giản. Công việc của các bạn cũng có thể trói các bạn từ 8 giờ sáng, maximum cho tới 8 giờ tối, 12 tiếng đi. Trong khi quy định thì thứ hai tới thứ sáu từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, có một vài công ty làm thêm ngày thứ bảy nửa ngày, dạng như vậy. Thì bạn vẫn còn một nửa thời gian trong một ngày, một vài tiếng bạn dành cho việc ngủ, một vài tiếng còn lại bạn làm gì? Bạn có thể sử dụng nó để học những cái bạn muốn học hay không? Vẽ những bức tranh bạn muốn vẽ hay không? Bạn muốn viết sách hay không? Bạn muốn kết nối với người khác hay không? Bạn muốn quay một câu chuyện, một bộ phim? Bạn muốn chia sẻ cái cuộc đời của bạn, cái story of your life, là cái câu chuyện về đời của bạn như thế nào hay không? Luật nào cấm bạn? Khi chúng ta hiểu chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta hiểu chúng ta là người chủ động, chúng ta là người chủ động trong cái khoảng thời gian còn lại trong cái ngày của mình, để làm bất kể thứ gì mình muốn, để học bất kể cái chuyên môn nào đó bạn mà chúng ta muốn, để vẽ, để viết bất kể cái gì chúng ta muốn vẽ, muốn viết xuống, thì bạn đã bứt được cái sợi dây xích. Sợi dây xích nó đang cột cái suy nghĩ, cái tâm hồn của mình. Bạn hãy thử đi, nó không khó đâu, nó không khó. Và nó có rất nhiều cách để chúng ta có thể tập trở nên sáng tạo hơn lại. Tập để chúng ta có thể có nhiều ý tưởng, sinh sôi nảy nở nhiều ý tưởng hơn. Nó là nghệ thuật, người ta làm được, chúng ta làm được. Vẽ là một cách, học một môn âm nhạc là một cách, đi chơi đến những nơi xa lạ là một cách, kết nối những người bạn mà chúng ta chưa bao giờ gặp là một cách, để cuộc đời của họ, kinh nghiệm của họ, những cái đó mà họ chia sẻ cho chúng ta, nó sẽ làm dồi dào
cái nguồn kiến thức cho chính mình. Đọc sách, ai cấm bạn đọc sách? Thậm chí là viết sách, ai cấm? Nếu bạn không viết được sách thì hãy viết từng chương một, từng trang một, từng đoạn ngắn một. Mỗi ngày viết một chút. Tới một ngày bạn sẽ rất tự tin để bạn có thể ngồi và viết một đoạn dài hơn, hai đoạn dài hơn, 10 đoạn dài hơn một trang sách, một cuốn sách. Không thử thì sẽ không biết. Tất cả mọi thứ là ở chính bạn. Làm sao cắt cái sợi dây nó đi, cắt cái sợi dây nó đi. Ngày xưa tôi cũng như bạn như vậy đó. Khi tôi muốn viết sách, tôi mới nghĩ là no, cái này không phải mình. Mình là thằng bên dân chuyên toán, không có phải là bên chuyên văn. Mình không thể nào viết được. Wow. Đó là sợi dây xích đang cột cái suy nghĩ của tôi trong cái việc là tôi không thể viết được, tôi không phải là cái loại giỏi viết lách. Và những cái suy nghĩ đó nó không cho phép tôi, nó cản trở tôi ngồi xuống đặt bút, gõ máy tính, viết những trang đầu tiên. Và để cắt nó thì chỉ có là ngồi xuống sắp lịch ở trong ngày, 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng thời gian yên tĩnh, 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều thời gian mọi người đi ăn trưa, văn phòng yên tĩnh, ngồi yên đó, ngồi trước cái máy tính, gõ linh tinh lăng tăng, gõ gì cũng phải gõ, everyday, mọi ngày. Và từ những trang giấy trắng bắt đầu xuất hiện những mặt chữ, rồi từ một trang trở thành 2 trang, 10 trang, 100 trang, 300 trang. Bây giờ cuốn sách thứ 5 đã xong. Cuốn sách số 5 này các bạn. Thinking. Phỏng vấn chuyên gia cũng vậy. Khi tôi đặt ra ý tưởng là tôi muốn mời những chuyên gia nổi tiếng, những chuyên gia rất giỏi trên khắp thế giới để chia sẻ câu chuyện cuộc đời họ, kinh nghiệm cuộc đời họ, thì lại một cái sợi dây xích khác nó rang lại. Ê, họ là những người nổi tiếng, làm sao họ nói chuyện với mình? Ê, mình chưa bao giờ biết làm như vậy, mình không phải làm cái nghề đó, mình không phải là dân báo chí, dân truyền thông, làm sao mình làm? Sợi dây kinh nghiệm, sợi dây xích đó nó lại trói cái suy nghĩ của mình, cản mình, không cho mình làm điều đó. Vậy cái việc mà phá cái sợi dây đó, cắt cái sợi dây đó, đốt cái sợi dây đó là làm thôi. Gửi cái lời mới, lên cái chương trình, lên cái kế hoạch, lên cái thời gian ở trong ngày dành riêng cho cái việc đó. Từ 0 cuộc họp có 1 cuộc họp, 2 cuộc họp, 10 cuộc họp, 100 cuộc họp. Tới 18 tháng chúng tôi phỏng vấn hơn 650 người ở 60 quốc gia. Và cái sợi dây đó hoàn toàn không còn hiện hữu nữa. Rất nhiều người họ được chúng tôi phỏng vấn đã qua Việt Nam. Tôi dắt họ đi chơi nữa cơ. Tôi qua Mỹ chơi, tôi gặp họ. Tôi qua Singapore, tôi qua Thái Lan, tôi qua nước nào, tôi cũng có những cái người đã tham gia trong chương trình để gặp nhau, uống cà phê, kết nối. Trái đất nó không có quá to đâu. Đừng có để cái sợi dây xích đó nó cột tôi, cột bạn, cột những người xung quanh chúng ta. Và nếu như bạn đang bị cột, hãy gỡ bỏ cái nút thắt đó, mạnh dạn cắt đứt nó, và bạn sẽ thấy mình vui hơn rất nhiều. Khi bạn làm được điều đó, tôi muốn bạn hãy giúp những người xung quanh bạn, những người đang bị cột với những sợi dây thừng, những sợi dây xích đó trong suy nghĩ của họ, là họ không phải là người thế này, họ không phải là người như kia, họ không giỏi về sáng tạo, họ không phải là ông A, ông B, bà C, bà D, không làm được này, không làm được cái kia. Hãy giúp họ xóa bỏ, cắt bỏ những cái rào cản đó. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ những cái video mà chúng tôi làm. Và hẹn gặp lại ở cái video kế tiếp.